Cô hello, mình chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay mình cũng vừa hoàn thành xong 4 cái con máy lạnh ha anh em. 4 cái con máy lạnh, 3 con chống chuối và bắt cá chê vàng, chê trắng ở trên ruộng. Và một con máy lạnh 40D thả xong ha. Xong ruộng. Thì 3 con máy này thì em sẽ đóng gói gửi hàng cho tất cả các anh em, thì các anh em nào đặt hàng ha. Thì đây có hai ông anh ha. Thì cái máy này là cái máy chống chuối 20D, cá chê vàng chê trắng ở trên ruộng ha, và đẩy côn ha anh em, chống cá chuối cá lóc rồi ha. Thì con ba con máy này thì về gửi cho một anh một đặt ha, tại vì lúc trước ảnh có xài cho em một cái máy chống chuối rồi nên ok quá thì ảnh đặt thêm 3 con thì cho anh em vậy đó. Thì con máy này là con máy 40D, thì em test cái con máy 40D cho anh em xem ha. Đây máy anh em, thì có hai tần số ha, hai tần số để mình thả ha. Rồi thì các anh em xài thì các anh em cứ liên hệ ha. Thì những cái dòng lớn hơn vẫn có anh em, lớn hơn 40D, 60D, 80D, 100D, 120, 140 gì đó, thì các anh em xài tùy theo các anh em sử dụng ha. Thì các anh em xài thì các anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Và chào anh em ha.